Hello, xin chào quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Trương nha. Kính chúc quý anh chị và các bạn có một ngày bình an, vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nha. Hôm nay em sẽ quay cho anh chị xem chiếc Hyundai Elantra 12.0 số tự động đời 2018. Đây là một chiếc xe phân khúc C với trang bị công nghệ an toàn, phải nói là gần như là đầu phân khúc luôn anh chị. 153 mã, rất là nhẹ nhàng, trang bị hộp số tự động 6 cấp nữa, chạy rất là mượt mà và công nghệ rất là nhiều. Đèn là đèn HDI tự động bật tắt. Đó, cho ánh sáng rất là sắc nét và có dải đèn LED hình móc câu. Nhìn cái đầu xe nó sắc nét lắm anh chị. Đó, 8 cảm biến trước sau ha, 4 trước và 4 sau. Đó, mâm xoắn thể thao. Cái mâm này nhìn nó đẹp lắm, một trong những cái mâm đẹp nhất của phân khúc C. Đó, nhìn nó cứng cáp lắm anh chị. Cái mâm này là 2.0 mới có mâm này ha. 1.6 nó là mâm thẳng. Để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem. Xe này bên em dọn dẹp spa sạch sẽ rồi, anh chị lấy về cho việc đi thôi. Đó, phía sau là lip 2 bô. Lip 2 bô nhìn cái đuôi xe nó cân đối lắm anh chị. Phía sau là 4 cảm biến luôn ha, có cam da và đặc biệt là cam da này đánh theo góc lái luôn. Đó, cho anh chị nào mới lái thì đi lái rất là an toàn. Đây. Sạch sẽ. Đó. Xe thì chuẩn chỉ nha anh chị. Xe thì khi bên em nhập vào công ty thì trước khi nhập vào thì kiểm định chất lượng rất là kỹ. Đạt chuẩn chất lượng mới được nhập vào. Nên về mặt chất lượng thì bên em sẽ đảm bảo cho anh chị nha. Đó, cam kết bằng văn bản rõ ràng. À, em quên bật cái đèn này, cái đèn này là cái đèn 3D luôn anh chị. Đó, ba cái vòng nhìn nó rất là đẹp. Nói chung Elantra này mấy cái dòng này rất là hot, phân khúc C mà giờ bán lên quanh chỉ có 500 triệu thôi thì tiếp cận được rất là nhiều khách hàng. Đó, cái mâm này đẹp quá. Cái mâm này mâm đúc hợp kim nhôm phay hai màu ha. Đó, cái mâm này là còn mâm zin luôn anh chị, chưa sơn luôn á. Đó, mâm rất là đẹp. Vỏ là 225 45 R17, mâm 17 inch ha. Và cái này có áp suất lớp luôn nha anh chị. Có cảm biến áp suất lớp luôn. Xe thì trang bị 4 phanh đĩa, hai trước và hai sau. Phanh thì có hệ thống phanh ABS nè, có phân bố lực phanh điện tử nè, có hỗ trợ khách hành ngang dốc nè. Đó. Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp luôn. Elantra thì ngồi rất là rộng rãi. Đó. Xe này có trang bị lót sàn rồi hết rồi. Lót sàn rồi sạch sẽ hết. Đó, cái nội thất đẹp quá ha. Nội thất này là ghế kem nha anh chị, có thông gió luôn, ngồi rất là mát. Và đặc biệt là hai ghế trước là có sấy ghế luôn. Đây. Tự để tay để đi rồi đầy đủ hết. Vào cái xe Elantra nó có cái mùi thơm anh chị. Không khí, cảm giác không khí nó trong lành lắm. Tại vì cái xe nó có lọc ion mà. Cửa sổ trời. Và xe này trang bị tới 6 túi khí an toàn luôn ha. Hai túi khí trước, hai túi khí bên hông và hai túi khí ghế. Đi nó an toàn lắm. Đó. Có cân bằng điện tử rồi đầy đủ hết. Có màn hình, có chỉ đường luôn ha. Và đặc biệt là có cửa gió hàng ghế sau luôn. Làm mát rất là nhanh. Đó. Mở cửa thông minh nha anh chị. Mở cửa thông minh. Nói chung xe Elantra 2.0 là option rất là nhiều, gần như là đủ luôn rồi. Anh chị lấy về với việc đi thôi, không cần trang bị thêm bất cứ gì hết. Đó, ghế điện 8 hướng ha. Ghế điện 8 hướng và có túi khí trên ghế nè. Đó, ghế này có sấy ghế luôn. Đó, có sấy ghế ngồi mát. Đây, sấy ghế nè anh chị. Đó, xe có 3 chế độ lái luôn. 3 chế độ lái, có cảm biến. Em mở chế độ lái cho anh chị xem. Đây, đây Eco nè. Chế độ Eco tiết kiệm và chế độ Sport và Normal. Xe lăn bánh mới chỉ có 49.000 km thôi anh chị. Đó, vô lăng nè. Đó, vô lăng đẹp ghê không? Có cruise control đầy đủ ha, điện thoại rảnh tay, volume, mood mode, đèn thì có đèn tự động và gạt mưa tự động luôn. Đó. Màn hình thì là khoảng 8 inch á. Có map chỉ đường luôn, có giới hạn tốc độ nè. Đó, mình đi thì sẽ an toàn hơn. Khi mình chạy lố tốc độ thì sẽ báo cho mình. Ở đây. Ồ, những cái ni lông này người ta chưa lột nè anh chị. Ni lông này là của xe mới ha. Ni lông của xe mới chưa lột luôn á. Lucky. Khởi động mình nút nhấn. Nói chung Elantra với Cerato thì em về rất là nhiều xe. Đa số về là anh chị lấy liền. Đó. Quá nhiều video cho anh chị rồi. Điều hòa hai vùng độc lập ha. Điều hòa tự động luôn. Có lọc ion nè. Đó. Ở trong này là có cổng sạc rồi đầy đủ hết. Chất xe rất là đẹp, ở trong này có cổng sạc nè. Đó.
Đẹp. Cái chất sàn, cái ghế mà mình, cái ghế một kem á anh chị. Thì nhìn nó sang lắm. Ghế một kem nhìn nó sang trọng. Ở đây có camera hành trình luôn. Camera hành trình luôn nè. Đó. Ok, để em ra mở khoang máy cho anh chị xem nha. Con chạy sướng lắm, gầm bệ rất là chắc chắn và cách âm tốt lắm anh chị. Option nhiều, chạy sướng, máy nó rất là khỏe. Xe này để qua chế độ sport á, nó không có độ trễ chân ga, chạy rất là sướng. Ở thiết kế của Elantra đời này đẹp quá ha. Nhìn cái mẫu mã rất là đẹp. Ok, mở khoang máy cho anh chị xem nha. Đây máy xe nè anh chị. Đó, máy móc sạch bon, nổ êm ru. Đó, làm về Cora đang quay, em đang nổ máy đặng ở trong luôn. Đó, tiếng máy đang nổ lớn nhất luôn. Máy móc bên em spa dọn dẹp sạch sẽ rồi. Giao cho anh chị thì cái xe nó phải đẹp như vậy đó. Tươm tất và thay nhớt và lọc nhớt luôn. Đó, xe thì chất lượng bên em đảm bảo cho anh chị. Về động cơ hộp số chưa từng đại tu nè. Không đâm đụng tủy kích. Hồ sơ pháp lý rõ ràng, 100% xe đều đủ điều kiện để sang tên hết nha. Về mặt chất lượng, về mặt pháp lý thì bên em sẽ đảm bảo cho anh chị bằng văn bản rõ ràng nha. Đó. Rồi ok, xe này bên em đang chào bán với mức giá là 548 triệu nha. 548 triệu, ngân hàng hỗ trợ chỉ 70% giá trị xe. Đó, anh chị nào quan tâm xe này liên hệ Trương qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 2727 07, số nào cũng được. Alo chị em sẽ được hỗ trợ nhanh, tốt và nhiệt tình nhất. Đó, xe thì rất là đẹp, chỉnh chu. Ok, em có thu mua xe luôn nha. Anh chị nào muốn bán xe cứ liên hệ cho em, sẽ hỗ trợ cho anh chị giá tốt nhất luôn. Giao dịch thì chưa một lần thôi, nhanh gọn tốc độ. Rồi, cảm ơn chị xem video nha. Bye bye.